Rồi, chào chú nha, chào kênh Bonsai Đa. Cũng chào cô, cũng chào cô chú anh chị mình đã ủng hộ em mấy giờ nhân qua nha cô chú điện. Thì hôm nay em có lên với cô chú anh chị mình coi là 20 cây mai. Chào bảy, em thường chậu được 1 năm rồi nha. Số điện thoại của ba em là 0987 194 909 nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em thời gian qua luôn. Địa chỉ của em là địa chỉ em là ấp Phú Hưng, xã Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nha cô chú anh chị. Hôm nay em lên mai chậu bảy, thường chậu được 1 năm rồi. Bông thì bông giáo nha cô chú anh chị. Giáo đất. Bông từ 6 cho tới 12 cánh. Chậu này chậu mấy gì vậy? Dạ chậu 7 của chú nhà chú Khanh. Mã số 61. Dạ, mã số 61 nha cô chú. Nụ thì to nè, nụ cũng ok lắm. Có đế nổi lên. Dạ, có đế luôn. Cục 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 không nha. Có đế luôn. Tất cả đều là mái nhà của nha em, của em hết trơn nha cô chú chị. Nên em bao chất lượng cho chú chị luôn ha, chứ em không có mua đi bán lại nha. Chăm sóc kỹ ha. Dạ, được chậu em từng chậu được năm từ đầu năm ha, từ lúc em bỏ chậu tới giờ. Dạ. Dạ đi. Như đây là 26 hoành. 26. Dạ 26. Mai này mai chậu 7 nha cô chú chị. Tá ngang là 1m9 nha. 1m9. Dạ, 1m9 tá ngang. Rồi, chiều cao là 1m7 ha. Rồi, cái mã số 61 này con Zalo của chúng chị là 3.1 triệu ha. 3.2 triệu chứ, 3.2 triệu. Dạ, 3.2 triệu. Giờ con bao phí ship cho của chúng chị mình là 200 cây số ha. Còn xa hơn xíu thì gì mà thương lượng với ba em ha, xa hơn xíu. Dạ, hơn 200 ngoài. Rồi. Rồi tiếp tục mã số 62. Dạ, số 62 nha cô chú anh chị. Tiếp theo. Cái cành vậy ha. Dạ, xù luôn rồi. Muốn xù à? Xù không? Muốn xù. Nói cục 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 cục. Hoành này cũng tương đối là bự nha cô chú anh chị. Để lại. Dạ, có đế luôn. Cũ. Như đây là 27 hoành nha cô chú anh chị. Hoành 27. 27 hoành. Tá ngang là 1m9 nha. Rồi chiều cao là 2m. Rồi cái mã số 62 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn ha. Bao phí ship cho cô chú chị mình là 200 cây số luôn. Rồi rồi con nói. Rồi tiếp tục. Dạ, tiếp tục nha cô chú chị. Mã số 63, một cốt ha, dốc đọt luôn. Thì thằng đóng họ phải chơi luôn ha. Khá cao ha. Dạ, khá cao. Để luôn. Dạ, mã số 63, có đấy luôn. Rồi, trên đây là 23 hoành nha cô chú chị. Dạ, hoành 23. Tá ngang là 2m nha cô chú chị. 2m tá ngang. Chiều cao là 2m luôn. Cái này nụ cũng ok lắm nha. Dạ, rồi mã số 63 này con Zalo với cái chứng chỉ là 2.8 ha. 2.8, mã số 63. Rồi, còn đổi cây luôn. Đụng tay. Rồi, mã số 64 nha cô chú anh chị. Đang đổ biến. Dạ. Cao luôn. 64. Có đế đúng không? Dạ. Này chồng trước chồng phải cao nhé, vẫn có nha cô chú chị.
Đốt to luôn nha. Rồi cho luôn đi. Mình thăng 24 vành nha cô chú anh chị. 24. Dạ 24 vành. Tới ngang là 2m3 ha cô chú anh chị. Chiều cao là 2m. Cột lắm. Rồi, cái mã số 64 này con Zalo với cô chú anh chị là 3 triệu luôn ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Rồi, con đổi cây. Dạ. Số 65. Dạ, tiếp tục mã số 65 nha cô chú anh chị. Đồng lực ha. Có cái bông gió 2, 4, 6, 8 cánh. Nó bị dọc ha. Để lâu, để lâu. Dạ. Thành cái mọc bông luôn này. Có đế ha. Dạ, có đế, hoành cũng tương đối là bự nha. Nở còn nở nữa ha. Hoành là 28 hoành nha cô chú anh chị. Dạ, 28 hoành. Rồi, tán ngang là 1m9 ha. Rồi, chiều cao là 1m9 luôn. Rồi, mã số 65 này con Zalo với cô chú anh chị là 3 triệu 2 ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Đấy rồi, con đổi luôn. Dạ, tiếp theo mã số 66 nha cô chú anh chị. Dốc cây lực ha. Dạ, lực lắm. Lực cây luôn. Chi tàn là sát đất luôn nha. Dạ, chi tàn muốn dân ngang à. Dạ, vào đây luôn. Dạ. Qua đây cho nó chống á. Cho nó dễ đo. Quân thân là 29 yếu tính 28 nha cô chú anh chị. 28 quạch. Rồi, tán ngang là 1m8 nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là 2m. Rồi, cái mã số 66 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn ha. Bao ship 200 cây số luôn. Được rồi, con đổi cây. Dạ, tiếp theo mã số 67 nha cô chú chị. Có cái bông gió ha, bự lắm nha. 2, 4, 6, 8, 9 cánh. Dạ. Có đế luôn. Khá ha. Dạ. Khá đều. Dạ. Bự không ha. Rồi. Quần thân 26 hoành nha cô chú chị. Tán ngang là 1m8 ha. Chiều cao là 1m9. Rồi, cái mã số 67 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn ha. Bao phí ship cho cô chú chị mình là 200 cây số ha. Hơn 200 cây số thì điện cho ba em thương lượng nha cô chú chị. Vậy rồi, con đổi cây luôn. Rồi, rồi. Mã số 68. Dạ, tiếp theo mã số 68 nha cô chú anh chị. Dạ, tôi rất duyên tình cậu ha. Dạ.
cũng để nở luôn. Dạ. Mình cũng ok nha. Cái tàn là công bự không ha, một cốc. Cục lớn. Dạ. Dạ, có đế luôn nghe cô chú chị. Thằng thước 27 hay cô chú chị? 27 hả? Dạ, 27 quạnh. Rồi, tá ngang là 2 mét nha cô chú chị. Rồi, chiều cao là 2 mét luôn ha, chiều cao là 2 mét luôn. Rồi, mã số 68 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn ha. Con bao phí ship cho cô chú chị mình là 200 cây số luôn. Dạ, tiếp theo mã số 69 nha cô chú chị. Này cũng có bộ đế dữ lắm nha. Đều lắm ha. Đế nhìn chắc chắn ha. Dạ. Đều lắm nha. Chải lịch cây. Dạ. Rồi, đó đi. Mình thăng là 26 quành. 26. 26 quành. Tới bánh cho cha, coi bánh này. Rồi, nó ngang là 2 mét nha cô chú chị. Chiều cao là 1 mét 9 luôn ha. Rồi cái mã số 69 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn ha. Còn bao phí ship cho cô chú chị mình là 200 cây số luôn. Vậy rồi con đổi cây. Số 70. Dạ, mã số 70 cô chú chị. Đây nở nha cô chú chị, mà em không có khai thác ha. Về bự lắm nha. Dốc cây ha. Dạ. Dưới đây còn nữa nha. Khai thác ha. Dạ. Rồi, đo gì? Đây là 28 vành nha cô chú chị. 28 vành. Tán ngang là 2m1 nha. Chiều cao là 2m. Tới ngay 2m1, chiều cao là 2m nha cô chú chị. Rồi cái mã số 70 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn ha. Bao phí ship cho cô chú chị mình là 200 cây số luôn. Dạ, số hỏi của ba con là 0987 194 909 nha, cũng là số Zalo của ba em luôn ha. Rồi con nói cây. Dạ, số 71 nha cô chú. Dạ. Gió mình bị ấy tiêu. Rồi phải gụng hết luôn rồi. Để luôn. Có để. Số 71. Dạ. Này để lực lắm nha cô chú chị. Đây là 28 quạch. 28. Dạ, 28 quạch. Rồi, tán ngang là 2m1 ha. Rồi, chiều cao là 1m chữ. Rồi, cái mã số 71 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Được rồi. Số 72. Dạ, số 72 nha cô chú chị. Dạ. Ok, đủ ok lắm nha. Ok ha. Dạ.
Bình thân là 25 yếu 24 ha cô chú anh chị. Cái ngang là 2 mét nha. Rồi, chiều cao là 1m6. Rồi cái mã số 72 này con Zalo với cô chú chị là 3 triệu luôn nha. Bao ship 200 cây số luôn. Rồi, con đổi cây luôn. Dạ, số 73 nha cô chú chị. Cái này nụ dữ lắm nha. Nụ dữ lắm luôn nha. Dạ. Tăng ngay đây là 27 hoành hết cô chú anh chị. 27. Dạ 27 hoành. Rồi, cái ngang là 1.9 nha. Chiều cao là 1m8 ha. Cái mã số 73 này con Zalo với chú chị là 3 triệu luôn. Bao ship 200 cây số. Được, con đổi cây luôn. Số 74. Dạ, số 74 nha chú chị. Cái này có cái bông gió nha. 7-8 cánh. Bự ha. 2, 4, 6, 7 cánh. Đây. Này cũng trồng hơi sâu đó, cô chú chị cũng đới nó hơi thấp. Bình thân là 24 vành. 24. Dạ, 24 vành. Ngang là 1.7 nha quý anh chị. Chiều cao là 1.6 ha. Rồi mã số 74 này con Zalo với chú chị là 2.8 luôn. Con bao ship 200 cây số luôn ha. 2.8. Rồi con đó. Số 75. À, mã số 75 nha quý anh chị. Nụ ok lắm nha. Đây có cái bông gió 2, 4, 6, 7 cánh bự nha. 7 cánh. Bự lắm. Cái này nó bị lấy lỗ vô cái ha. Nó đang kéo lại. Dạ. Dạ. Đang kéo vô đang luyện lại. Để lịch. Dạ. Rồi, đó đi. 25 ha cô chú chị. 25 quanh. Dạ. Cái ngang là 2 mét nha cô chú chị. Chiều cao là 2 mét luôn. Rồi cái mã số 75 này con Zalo với con số chị là 3 triệu luôn ha. Con bao ship 200 cây số luôn. Rồi con đổi cây. Rồi mã số 76 nha con số chị. Này dán bài ha.
dán bài có đế luôn ha. Rồi dưới này bò hành bự lắm nha. Dạ nó nở. Trên đây heo, trên đây là 29 nha cô chú anh chị. Còn dưới đây là 33. Dạ 33. Tán ngang là 2m1 nha cô chú anh chị. Chiều cao là hơn 2m, có 2m2. Hơn 2m2. Số 76 này con Zalo với cô chú chị là 2 triệu 2 ha. Ủa bà 3 triệu 2 ha. 3 triệu 2. Số 76. Dạ con bao ship 200 km. Giờ còn con nói cây luôn. Dạ mã số 77 nha cô chú chị. Cái này cũng có cái bông gió luôn ha. Dạ. Bông chùm, bông gió. Dạ. Thân 28 hoành nha cô chú mèn. Dạ, 28 hoành. Nụ nụ nó mọc. Nụ mọc trong thân. Dạ, trong thân mọc ra. Rồi, tán ngang là 2m nha cô chú chị. Chiều cao là 2m1 nha. Số 77. Rồi, cái số 77 này là chị con Zalo với cô chú chị là 2.8 nha. Bao ship 200 cây số luôn. Rồi, nói cây. Này mai cũ không? Là 78 nha cô chú anh chị. Có cũ nha, có đế luôn. Để em đo trước. Mình thân là 26 hoạch. Rồi, tháng ngang là 2m nha cô chú anh chị. Rồi, chiều cao là 2m1 nha. Rồi, cái mã số 78 này con Zalo với cô chú anh chị cũng là 3 triệu luôn nha. Con bao ship 200 cây số luôn. Rồi, con lỗi cây. Rửa cái bàn đi. Rửa cao lên chị đi, rửa cái bàn. 79. Dạ, thứ hai bàn số 79 nha cô chú anh chị. Đẹp luôn. Dạ. Có đế luôn ha. Thân cái này là 26 hoành nha cô chú. 26 là 26 hoành. Tán ngang là 2m ha. Chiều cao là 2m luôn. Rồi cái mã số 79 này con Zalo với cô chú chị đó là 3 triệu luôn ha. Tiếp luôn. Rồi, con đổi cây luôn.
Dạ, yeah, số 80 nha cô chú chị, là cuối cùng của clip hôm nay ha. Đo cái này, đo trước. Bình thân là 26 oạch. 26 oạch. Dạ. Cái ngang là 1,8 nha cô chú anh chị. Chữ K là 1,8 luôn. Rồi cái mã số 80 này con Zalo với cô chú anh chị là 3 triệu luôn ha. Đó, cũng là cái cuối cùng của clip hôm nay nha cô chú anh chị. Cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em mấy clip vừa qua nha. Thì số điện thoại của ba em là 0987194909 nha, cũng là số Zalo của ba em luôn. Cô chú anh chị là một hợp nhãn thì cái Zalo số điện thoại của ba em ha. Đó, địa chỉ của vườn em là không ở ấp Phú Hưng, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang nha cô chú chị. Cũng cảm ơn cô chú chị mình luôn. Yeah.